Thưa quý vị, xác định việc phát triển các sản phẩm đặc trưng địa phương là xu hướng chiến lược trong xây dựng chương trình OCOP trên địa bàn thành phố. Ngành nông nghiệp Đà Nẵng những năm qua đã tập trung hỗ trợ, nhân rộng nhiều mô hình nông nghiệp, không chỉ giúp quảng bá thương hiệu OCOP mà còn mang lại hiệu quả kinh tế, ổn định đời sống cho người dân. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV tại xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang. Để nâng cao thu nhập cho người dân, thời gian qua, xã Hòa Ninh đã chú trọng xây dựng nhiều mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao như mô hình trồng lúa, trồng hoa, cây màu, chăn nuôi gà thả vườn. Trong đó, mô hình trồng bưởi da xanh đang cho hiệu quả kinh tế khá cao. Toàn xã hiện có hơn 150 hộ trồng bưởi da xanh với diện tích hơn 40 hectare. Trong đó, nhiều hộ nhờ trồng bưởi da xanh mà thoát nghèo bền vững. Đối với sản phẩm bưởi Hòa Ninh, thì riêng đối với các loại cây có múi được Bộ Khoa học Công nghệ đánh giá là đất Hòa Ninh là phù hợp với các loại cây có múi, trong đó cây chủ lực để phát triển dự án là cây bưởi da xanh. Thì đến thời điểm hiện nay thì cái sản phẩm bưởi da xanh đã được đăng ký cái nhãn hiệu Việt Gáp, còn OCOP thì hiện nay đã đang trong quá trình hoàn thành. Chúng tôi hy vọng là đầu năm 2021 sẽ hoàn thành cái đánh giá của OCOP để đưa cái sản phẩm vào cái thương hiệu hàng hóa đạt chuẩn quốc gia. Ngoài các loại cây có múi được xem là sản phẩm chủ lực, thì xã Hòa Ninh cũng đang hướng đến kêu gọi đầu tư và phát triển các sản phẩm dược liệu, các mô hình dược liệu công nghệ cao như mô hình sản xuất dược liệu nghệ vàng và đinh lăng. Tuy nhiên, so với các loại sản phẩm khác, các mô hình dược liệu cần khá nhiều điều kiện và tiêu chí trước khi được công nhận sản phẩm OCOP và sản xuất rộng rãi. Đối với cái vườn cây ăn quả thì ngoài cái sản phẩm bưởi thì chúng tôi còn đưa thêm các loại cây như là cam, quýt và cây dược liệu sẽ trồng dưới tán bưởi. Đối với cây dược liệu trồng dưới tán bưởi thì những cái khoảng rộng ngoài trong cái khuôn viên của vườn cây bưởi thì chúng ta sẽ phát triển cây ba kích tím và đinh lăng nhằm tận dụng cái không gian cũng như là tạo cái môi trường mà sau này khách tham quan sẽ trải nghiệm những cái sản phẩm khác. Hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đà Nẵng cũng khuyến khích nhiều địa phương chủ động nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm đặc trưng của từng vùng. Có thể nói đây chính là một trong những nội dung ưu tiên trong kế hoạch số 43 ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn Đà Nẵng năm 2021. Một cái sản phẩm OCOP đó phải được cái cấu mấy cái trên này. Một, về mặt thực phẩm, nó phải đảm bảo về an toàn thực phẩm. Cái thứ hai, cái mà quan trọng nhất trong OCOP nó khác với những giấy chứng nhận khác của sản phẩm nông nghiệp, ví dụ sản phẩm công nghiệp nông nghiệp, nó có một cái quan trọng nhất là phát huy, duy trì những cái kỹ năng, những kiến thức bản địa, nó cũng bảo tồn được cái văn hóa truyền thống của cộng đồng. Cũng trong năm 2021, thành phố Đà Nẵng sẽ phấn đấu phát triển từ 2 đến 3 điểm bán hàng OCOP, kết nối các sản phẩm OCOP địa phương trong và ngoài thành phố, tổ chức ít nhất 2 hội chợ phiên chợ OCOP. Đồng thời, kế hoạch cũng đặt mục tiêu có ít nhất 10 đến 12 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó có nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương với chủ thể sản xuất là người dân tại địa phương đó.